Không chỉ ở các tỉnh thành phố phía Bắc chiêu trò mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng có dấu hiệu diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành phía Nam. Tại tỉnh Đồng Nai qua điện thoại, một người đàn ông giả danh thiếu tướng công an yêu cầu một người phụ nữ ở địa phương này phải chuyển tiền vào tài khoản của mình để phục vụ điều tra. Tin lời nạn nhân chuyển 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng do thiếu tướng cung cấp, hiện công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Theo đơn trình báo của nạn nhân ngụ xã Gia Tân 1, bà nhận được hai cuộc điện thoại từ số máy lạ của một người đàn ông tự xưng tên Nguyễn Văn Viện, thiếu tướng công an thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Người này thông báo với bà rằng bà có liên quan đến một vụ án tội phạm ma túy, đồng thời kết bạn Zalo và gửi một số quyết định lệnh bắt tạm giam mang tên bà, yêu cầu bà cung cấp tất cả thông tin cá nhân, số tiền, những tài sản khác của bà đang có. Do lo sợ, bà đã cung cấp thông tin nhà có 5 cây vàng và 300 triệu đồng đang trong tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng yêu cầu bà chuyển số tiền 300 triệu đồng vào số tài khoản tại một ngân hàng. Khi đối tượng trên yêu cầu bà đi bán 5 cây vàng để chuyển tiếp, thì bà nghi ngờ nên không chuyển và biết mình đã bị lừa nên làm đơn trình báo công an.